Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Hôm nay là buổi tối của ngày 11 tháng 5 năm 2020, thì cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành lại tiếp tục giới thiệu tới quý vị trên toàn quốc một mẫu sản phẩm nữa là ngai thờ. Chiếc ngai thờ này bằng chất liệu là 100% bằng gỗ mita. Ngai thờ này có kích thước là 1 thước 2, gọi theo thước cổ của các cụ ngày xưa. Còn nếu như tính theo thước mới như bây giờ thì là chiều cao là cao 97, chiều rộng là 62, chiều sâu là 46. Kích thước chuẩn của một cỗ ngai thờ 1 thước 2. Và đây là mẫu ngai thờ mới nhất mà chúng tôi đưa ra thị trường. Toàn bộ phần cổ lao là chúng tôi đục rồng thật. Phía dưới thì chúng tôi lại đi cột tròn. Nó có khác với các cỗ ngai bình thường thì chúng tôi gọi là ngai vách. Thì thay bằng phần cột tròn trong video clip này. Đây phía sau đây các vị có thể phân biệt được, đây là một cỗ ngai vách. Phía sau một cỗ ngai tôi đã giới thiệu đây là cỗ ngai vách. Thì trong clip này thì chúng tôi đang giới thiệu là một nửa ngai vách và một nửa là ngai trụ kết hợp với nhau. Thì quý vị nào muốn đặt mẫu ngai thờ như này thì liên hệ ngay tới Đồ Gỗ Hiền Lành qua hai số điện thoại 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi là làng nghề gỗ mỹ nghệ La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Toàn bộ cù lao là chúng tôi đục rồng thật và phía dưới là chúng tôi làm trụ cột tròn. Và phần vách là chúng tôi đục lân và phượng. Đó là một trong bốn những tứ linh. Phía dưới thì chúng tôi dạ chúng tôi đục hổ phù. Và gỗ mít này rất là khô rồi, thì chúng tôi đang đi vào quá trình hoàn thiện này. Chỉ vài ba ngày nữa là chúng tôi sẽ bàn giao cho quý khách ở Thường Tín, Hà Nội. Đây là bộ đồ thờ của khách hàng ở Thái Bình. Chúng tôi chuyên nhận sơn son thép vàng. Hẹn gặp lại quý vị trong các clip tiếp theo.